Kiêu Y Quán. Bị thương không nhẹ nhỉ? Khám bệnh cho ngươi trước nhé. Không ngờ ngươi là cốc tinh nghìn năm. Thảo nào bị kẻ khác truy giết, xin hãy cứu ta. Chỗ ta có một quy định, phàm là yêu quái không có tiền chữa bệnh phải tặng một món quà trên người cho ta. Muốn gì? Hẳn thắng đấy. Ta thấy ngươi bị truy giết đều là do lớp da cốc kịch độc sau lưng ngươi gây ra. Chi bằng để nó lại đi. Ngươi mơ đi. Đây là da cốc hộ thể của ta, cực kỳ quý báu. Vậy mời về cho. Hôm nay ngươi buộc phải chữa cho ta, không ta sẽ phá tan y quán của ngươi. Cứ như vậy, kẻ anh tuấn phóng khoáng là ta, lại một lần nữa cứu Hồng Nương ra khỏi thời khắc nguy hiểm. Không chém gió là ngươi chết đấy à? Với cái vẻ nhát chết đó của ngươi, Hồng Nương thích ngươi ngày nào cũng chỉ biết nói sách kể chuyện. Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi đi. Đêm nay Hồng Nương không khám bệnh. Tên cốc thối nhà ngươi, ngươi dám nói về sau không phải do ta giải độc cho ngươi. Không có ta, Hồng Hồng sẽ giữ ngươi lại chắc. Ngươi bị ngốc à? Hồng Nương nhìn trúng lớp da cốc của ta thôi. Ta nhổ vào, Hồng Hồng đang bảo vệ ngươi đấy. Đồ cốc thối vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, ta sẽ đi mắc tội ngươi với Hồng Nương. Hồng Hồng, đừng gọi ta là Hồng Hồng.
Yêu Tinh Vương Tam Trì. Lại có một nam tử bí ẩn xông vào Yêu Y Quán. Cứu ta với. Cứu ta. Cùng lúc đó, cứu ta. 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 Mau cứu ta với. Cứu ta. Cứu ta với. Trong người hắn không ngờ lại bị chồng ma hoàng vào. Ma hoàng là gì? Yêu Y Quán. Hồng Hồng, nàng chờ ta với. Vui quá. Bà chủ, nay đã có ma hoàng, chúng ta đỡ đẻ cho tiểu tử đó đi. Chờ khi nó sinh ra, chúng ta ăn ma hoàng đó. Phá vỡ cấm kỵ huyết mạch là nàng có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời rồi. Im miệng, đi dục nợ cho bà đây. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy soái ca bao giờ à? Ăn ngay nói thẳng. Tăng phúc tăng tài tăng trường thọ. Thọ sơn thọ hải thọ trường sinh. Sinh phúc sinh tài sinh quý tử. Tử hiếu tôn hiền đầy quang vinh. Vinh hoa phú quý mọi năm có. Có tiền có thế có tiền đồ. Các huynh đệ tỷ muội, ai có tiền tới ủng hộ tiền tới ủng hộ người đi. Đập đi. Mau, mau ngồi dậy cho mọi người xem khung cảnh chấn động này đi. Hiện trường án mạng. Các huynh đệ tỷ muội, giang hồ tuyệt học thất truyền đã lâu. Bách bộ xuyên dương, bắn trúng hồng tâm phần thưởng 10 văn tiền. Có muốn xem không hay? Xem ta biểu diễn nhé. Xem nhé. Bắt đầu. Trúng hết. Mọi người nói xem có đỉnh không là được. Đừng đi, đừng đi mà. Đừng đi. Còn màn đặc sắc hơn nữa. Trên thế gian này, bất kể là người cao quý hay yêu thấp hèn, tuổi thọ cũng chỉ tầm nửa trăm năm. Còn tộc á nhân như ta, tuổi thọ không quá hơn 30. Này, ma hoàng sắp hiện thế. Đúng là trời không tuyệt đường ta. Tạ ơn bà chủ Hồng. Đa tạ bà chủ Hồng. Đa tạ bà chủ Hồng. Bà chủ Hồng đi từ từ. Đa tạ Hồng Nương. Đa tạ bà chủ Hồng. Mỗi người 10 lạng ghi nợ. Lại ghi nợ à? Đại ca, đang bận à? Đại ca, tiền khám tháng trước nên thanh toán rồi nhỉ? Làm sao? Sốt ruột à? Chết. Bà chủ, sau này bớt dùng vũ lực đi thì hơn, nếu không sẽ già nhanh hơn đấy. Lắm chuyện thế hả? Bà chủ Hồng, vừa rồi ta đùa với chị ca thôi. Chuẩn bị xong ngân lượng cho bà chủ từ lâu rồi. Bà chủ,
Có một nam tử, chàng ta cực kỳ thích một nữ tử. Mặc dù nữ tử này keo kiệt nhỏ nhen, không dịu dàng cũng không chu đáo, nhưng chàng ta chỉ thích kiểu này. Nàng nói xem, chàng ta nên phá thủng lớp giấy cửa sổ này như thế nào đây? Không có việc gì phá thủng cái quái gì. Bà chủ Hồng, ông chủ bốc thuốc. Cô chờ chút nhé. Bà chủ, ta thấy ngày chúng ta đỡ đẻ không được quá vội vàng, tránh gây sự hoài nghi của tên thư sinh kia. Đi ra. Bà chủ Hồng, cô yên tâm, thuốc này của ta chắc chắn không có vấn đề. Thuốc bán cho cô toàn là thuốc tốt nhất. Bà chủ Hồng, chuẩn bị xong hết thuốc cho cô rồi. Tiền thuốc trừ và tiền khám mà ông nợ nhé. Nhớ tuần sau tới khám lại. Khám lại nhé. Đi thôi. Đi từ từ, giờ ta với. Lại nhảy như đàn bà, cả ngày cứ lề mà lề mề. Mau lên. Bái kiến chủ môn. Xem ra ma hoàng đã vào yêu y quán. Đoạn bất nhị giáp, giờ hai ngươi nhanh chóng đột nhập vào yêu y quán. Một khi ma hoàng hiện thế, mau chóng tới báo cho ta. Giờ làm thế nào? Làm thế nào? Đi thôi. Ngươi là ai, là đâu, vì sao ngươi biến chứng gà thằng kinh dị như vậy? Những việc này đều không quan trọng, ăn chút đồ đi đã, mới có sức dỡ hàng. Dỡ hàng? Thứ trong bụng ta vẫn còn sống. Không thì sao? Trời ơi, ta còn mặt mũi nào đi gặp khổng thánh nhân? Chẳng thà, chẳng thà ta chết cho xong. Có chết hay không không quan trọng, quan trọng là ma hoàng này của ngươi xuất hiện như thế nào. Đó là 3-4-5 khoảnh khắc tâm tối nhất trong đời ta. Nói xem ma hoàng đó xuất hiện thế nào. Tiểu sinh tên là Kim Chí Tiên, vốn là một thư sinh tới thành này thi cử, nhưng không ngờ trên đường tới gặp mấy tên mặc đồ đen, họ cưỡng chế bắt ta đi. Sau đó bọn chúng còn cưỡng ép ta. Bị bọn chúng cho uống. Những người khác đều chết rồi, chỉ còn ta may mắn sống sót. Đúng là cầm thú. Im miệng cho ta. Nói vào trọng tâm đi. Sau đó, sao bụng lại bị thế kia? Đồi phong bại tục quá. Biến thái à? Người kiểu gì thế kia? Cứ như vậy, ta đã tới yêu y quán. Nhưng y kinh sách cổ có ghi, ma hoàng khó cầu, cần máu của nam tử thuần gián thế 3 ngày mới thành được. Nói vậy là ngươi vẫn là một tử nam.
Lẽ nào ta thủ thân như ngọc, nó cũng là một tội nghiệp. Thủ thân là đúng, nhưng ma hoàng này là tà yêu. Nếu ngươi kết liễu nó bây giờ sẽ một tát hai mạng. Đại phu, cứu ta. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần yêu tâm ở lại, những việc khác cứ giao cho ta. Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu. Trò quỷ quái gì kia? Đây là viên thuốc đại bổ ta dày công điều chế cho ngươi. Không ăn, không ăn cũng phải ăn. Đa nhục. Đã xong. Bà chủ, nhổ ra, mau nhổ ra. Bà chủ, để ta. Tam Kỳ, ngươi nhanh lên, nhanh lên. Ngươi ngoan ngoãn cho ta. Đại ca bảo hai ta trông chừng, nhưng mà hai ta cũng phải tìm một lễ vào lo y quản lý. Chuyện rất quan trọng, chỉ đành lấy tuyệt kỹ yên thân gửi phận của hai ta ra thôi. Chú mạng. Nhìn hai vị có vẻ lượng máu đầy đủ, đáng ngại. Hai vị đi được rồi. Bà chủ, chi bằng kiểm tra kỹ hơn đi. Chúng ta trả thêm tiền là được. Nói có lý. Không đi. Đi hay là không đi? Không đi. Với cái tiệm của các ngươi ra ngoài. Tráng sĩ bất giận, chúng ta đi là được chứ gì. Toi mạng tại đây. Hình như đây là lần đầu hai chúng ta yên lặng ngắm trăng. Là ba chúng ta. Không ngờ lại bị một tên thô lỗ không hiểu phong tình như ngươi đứng nhìn. Mất hứng quá. Ngươi nói ai là tên đủ rồi. Hai con yêu tinh hôm nay tới khám hơi bất thường. Vết thương của chúng cực kỳ giả, nhìn có vẻ là cách làm ngu xuẩn. Tức là bọn chúng cố tình tới khám bệnh. Thảo nào cố chấp muốn ở lại y quán. Lẽ nào là vì ma hoàng? Bà chủ,
Rốt cuộc ma hoàng này là vật gì? Vì sao hai người để tâm đến nó như vậy? Liên quan quái gì đến ngươi? Đừng nói thêm ta. Thiên cẩu nuốt trăng, dấu hiệu đại hung. Ma hoàng sắp xuất thế rồi. Ta không chịu nổi nữa. Nào, nào, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, đừng hoảng. Nước tới nào, rồi. Nào, hít vào. Ta đau bụng quá, hít vào. Mạnh lên. Thở ra, ngươi không rặn mạnh thì sao thở ra được. Hít vào, hít thở. Lại nào, lại nào. Sao mà tốn sức vậy, thở ra, hít vào. Đừng hoảng. Đúng, dùng sức. Cứu với. Tam thì. Hai viên ma hoàng vẫn còn trong bụng. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào. Bà chủ, có động tĩnh rồi. Ta không gắng gượng nổi nữa. Ông trời mở mắt, giữ đứa nhỏ không giữ người lớn. Xem ra ta chỉ đành dùng tuyệt chiêu thôi. Đây là gì? Đồ cốc hối, chẳng hiểu gì cả. Đây là bột ảo giác thích hắn dùng sức khi đang kinh sợ. Văn chương lộn xộn dở tệ. Khoa tử mãi mãi không đậu. Ngươi là tú tài ngu ngốc nhất thiên hạ.
đã đỡ đẻ con ra. Trong lòng con, mẹ thật sự là người mẹ tuyệt nhất thiên hạ. Tên yêu quái nhỏ không biết xấu hổ nhận họ hàng lung tung đi. Cô ấy không có chút quan hệ gì với ngươi đâu. Mồm mép cũng lanh lợi quá rồi đó. Bà chủ, ma hoàng cần 3 ngày để trưởng thành, sau đó mới có thể ăn vào. Ta kiềm chế lại chút đi. Có gì mà phải kiềm chế, ta không nhịn được nữa rồi. Sao đứa bé này rắn chắc vậy? Mẹ, mẹ ngốc thật đó. Vậy thì có vấn đề rồi đây. Có cướp ma hoàng không? Nghe lời trưởng môn đi, rút thôi. Lên lầu tìm cho nó bộ quần áo đi. Sao nào? Ma hoàng vừa mới xuất thế, hai vị liền vội vã muốn đi à? Đừng phí lời với hắn, trực tiếp ra chiêu lớn đi. Đại ca, có đàn nữa không? Còn đàn cái quái gì nữa? Rút thôi. Đứng dậy đi. Bà chủ, cô muốn ăn ma hoàng à? Muốn thì đã sao, đồ ngốc nhà ngươi. Ăn ma hoàng có thể kéo dài mạng sống cho bà chủ của chúng ta đó. Thật sự là như vậy sao? Bà chủ, không phải cô đã đồng ý với ta sẽ làm một yêu y tốt sao? Nhưng bây giờ cô bắt yêu quái, lấy máu, kéo dài mạng sống, những điều này khó tránh. Khó tránh gì cơ? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ngươi con cóc đáng ghét công ân phụ nghĩa nhà ngươi. Ta chỉ hỏi thôi mà. Dim dum da 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 dim da 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 dim dum da 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 dim da 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 dim dum da 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 dim da 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 dim dum da 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 dim 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 da da
Mây có bảy màu và trăng tròn rồi khuyết, cứ gọi là thu thu đi. Phần trên và phần dưới liên quan gì đến nhau vậy? Thảo nào ngươi không thi đỗ trạng nguyên? Thu 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 thu. Khoe khoang, xem bà đây ăn ngươi thế nào đi. 10 cách chế biến ma hoàng. Xào. Kho tàu. Hồng Hồng, nàng thích ăn vị gì? Ta cảm thấy hấp lên tốt hơn, mùi vị gốc luôn. Nói linh tinh gì đó, cần ngươi quản bà đây à? Thị huyết lăng hoa. Thị huyết lăng hoa. Không xong rồi. Không xong rồi, không xong rồi. Không xong rồi, không xong rồi. Sao vậy? Sao vậy? Không thấy Thu Thu đâu nữa. Thu Thu. Thu Thu. Ngay ra đó làm ra ngoài tìm đi. Ta đã nói là ở bên đó mà. Kết thúc rồi. Xem ra trời muốn chặn đường sống của ta rồi. Thu thu. Thu thu. Thu thu. Thu thu sao vậy? Ai bảo ngươi chạy ra ngoài vậy? Không phải chứ. Không phải cô bảo ta đi chặt củi sao? Con về rồi đây. Này Thu, làm gì vậy? Mẹ ơi, cho mẹ này. Ai là mẹ của ngươi? Ai cho ngươi chạy ra ngoài hả? Ngươi tạo phản rồi. Nó vẫn là một đứa bé mà. Cô, tránh ra. Đi thôi. Cô, thế này. Lên đi. Mẹ ăn đi, bồi bổ sức khỏe.
đứng đó đi. Mẹ, mẹ thật sự muốn ăn con à? Chỉ có ăn ngươi, công lực của ta mới có thể tăng mạnh. Mẹ, hay là mẹ cứ lấy đi đi. Đừng trách bà đây. Ngươi đi đi, đừng quay lại nữa. Mẹ, cho mẹ này. We'll be right back.
Không phải chứ, có chuyện gì mà cô phải nói vào lúc này chứ? Lập tức đưa Thu Thu đi. Bà chủ, là thế này. Bà chủ, ta vừa mới bị tổn thương, có phải có thể nghỉ ngơi thêm một ngày không? Được chứ. Chủng ma hoàng hiếm hoi, làm nó thành tiêu bản đặt ở sảnh lớn có thể thu hút khách hàng. Ta hiểu rồi, ta đi thu dọn đồ đạc, lập tức đưa Thu Thu đi. Tam Trì, Tam Trì, tên nhóc đó chạy đi đâu rồi? Thu Thu, này Tam Trì, có chuyện gì vậy? Hấp thì tốt cho sức khỏe hơn, coi như là hy sinh cho mẹ ngươi một lần đi. Có thể tăng nhiệt độ lên cao hơn không? Hấp không được vậy thì cứ thịt. Mẹ tiếp. Ngươi đi đâu vậy? Ta có sinh ta chi ngươi lên không? Dừng tay. Sao mấy người lại buông tay ra? Hồng Hồng, tối nay là cơ hội cuối cùng của nàng rồi. Nàng không được mềm lòng đâu. Ta đã quyết rồi. Hồng Hồng, buông thằng bé ra. Đi thôi, Thu Thu. Mọi người đi trước đi. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta, thì nên tôn trọng lựa chọn của ta. Thói đời hiểm ác, mọi người mau chóng tìm một nơi trốn đi, nhất định đừng quay lại nữa. Định đi đâu đó? Hồng Nương, lâu rồi không gặp.
Ta nhục, đi thôi. Tất cả không được cử động. Chạy đi đâu? Đi nữa đi. Cảm ơn ngươi cứu ta. Bất tự mình đa tình đi. Ta làm vậy là vì Hồng Nương. Cái đồ gương vỡ này, ta cảnh cáo ngươi đó. Mau chóng rút ra xa cho ta. Sao nào, hù dọa ta sao? Có người nào ở đây mà chưa từng nhận ân huệ của Hồng Nương? Bảo bọn họ chém ngươi. Ngươi xem bọn họ có đi không? Đi. Đi. Đi đâu vậy? Thời điểm báo ân đến rồi. Đuổi bọn chúng ra khỏi đây. Đuổi ra. Đuổi ra. Ra ngoài. Quỳ xuống. Đừng đánh nữa. Bà chủ cẩn thận. Thank you.
mẹ. Thank you.
bậc thánh hiền. Ta là 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 bậc thánh hiền. Kim Chí Kiên. Kim Chí Kiên. Bây giờ thì huyết lăng hoa đã trưởng thành. Cộng thêm huyết mạch yêu tộc thượng đẳng. Chưởng môn. Chưởng môn. Chưởng. Chưởng môn như này là bị điên rồi sao? Vậy thì có vấn đề rồi đây. Bọn họ phải làm sao đây? Thank you.
नजरिया
Bây giờ bà đây không có tâm trạng khám bệnh. Xin hỏi Hồng Liên có ở đây không? Cứu với!